thuộc về Sao Mai và chúc cho họ may mắn. Nếu như thành công, họ sẽ giành được 40 điểm. Bây giờ thì thời gian để hai đội chơi Sao Mai và Cửa Biển 4.0 cùng vượt qua thử thách vào ca. 3, 2, 1, bắt đầu! Quan sát thao tác của bạn Dung thì chóng hết cả mặt bởi vì bạn làm nhanh quá, hoa mắt luôn. Bạn Lan thì cũng khá là điềm tĩnh và chắc chắn. Còn 30 giây cho Sao Mai, cố lên, cố lên. Trong khi đó Cửa Biển 4.0 còn 1 phút 37 giây cho các bạn hoàn thành công việc này. Nhanh lên nào Dung ơi, chúng ta còn 15 giây thôi. 9, 8. Cửa Biển cố lên. Sao gây cấm hồi hộp nín thở luôn ạ. Nhất là khi mà đồng hồ của đội Sao Mai, đội đặt cược bàn tay vàng, đếm ngược ở 10 giây cuối. Và như lúc này đây thì quý vị thấy là nó đang dừng ở giây thứ 7. Tức là bạn Dung còn thừa 7 giây mà đã hoàn thành công việc của mình rồi. Ít nhất về mặt thời gian là bạn đã đạt ạ, đúng không ạ? Ở bên này tương tự, đội Cửa Biển 4.0 còn thừa 1 phút 10 giây cũng là một thành tích rất là tuyệt vời. Xin được chúc mừng cho bạn Lan. Bây giờ xin mời thượng cả Vũ Văn Cường sẽ đưa ra đánh giá của mình. Về cái bài thi của đội Sao Mai, về chất lượng thì các bạn đã hoàn thành đúng với cái tiêu chí kỹ thuật, đầu ống không bị hở, cái mép ống thì không bị gấp và không bị vặn xoắn. Và khi cuốn tép phải đảm bảo là chồng 1/2 khổ tép này chồng lên 1/2 khổ tép kia. Và khi cuốn đến những cái điểm gốc phân nhánh 2-3 thì phải đảm bảo chặt và không bị hở dây điện. Về cái sáng tạo kỹ thuật thì tôi nhận thấy rằng đúng là bạn là người có nhiều cái năm trong ngành. Khi bạn cuốn tép thì bạn đã có những cái thao tác như sau. Thứ nhất là đến cái ba chạc đỡ dây là bạn đã hạ cái ba chạc xuống. Thứ hai nữa là toàn bộ quá trình cuốn là bạn luôn luôn kéo căng cái sợi dây cáp, cuốn sợi dây cáp thành một đường thẳng, cho nên cái thao tác của bạn rất là nhanh nhẹn và trông rất là đẹp mắt. Xin chúc mừng bạn. Đối với đội Cửa Biển 4.0, về mặt chất lượng thì bạn đã đảm bảo cơ bản về các cái tiêu chí trong cái bảng quy trình thơ cả đã đưa ra. Xin chúc mừng bạn đã chinh phục đội. Đội Sao Mai, các bạn đặt được bàn tay vàng, cho nên các bạn đã có 40 điểm trong phần vào ca. Xin được chúc mừng. Đội Cửa Biển 4.0, các bạn có 20 điểm. Xin được chúc mừng.